Như các bạn đã biết, Lăng Ba Phi Bộ là một môn võ công rất bá đạo, nằm dưới quyền trục của Bắc Minh Thần Công. Còn nhớ khi xưa Đoàn Dự rơi vào cấm động sau núi Vô Lượng, có lạc vào nơi động phòng hoa trúc của Vô Nhai Tử cùng Lý Thu Thủy khi xưa. Chàng nhờ tính tình thật thà, hết lòng cung kính mà có cơ duyên, nhặt được Bắc Minh Thần Công. Anh gà mở cuộn vải lụa, trên đó vẽ toàn là hình con gái khỏa thân, kẻ đứng người nằm, hoặc mặt trước, hoặc sau lưng cùng một khuôn mặt, nhưng khi vui khi buồn, khi thì tình ý triền miên, lúc lại cả mặt bực bội mỗi bức một khác. Tất cả có tổng cộng 36 bức tranh, trên bức tranh nào cũng có những sợi chỉ màu, ghi rõ bộ vị huyệt đạo và phương pháp luyện công. Đến sau cùng tên cuốn lụa có 4 chữ Lăng Ba Phi Bộ, kế đó vẽ đầy những vết chân, ghi rõ quy muội vô vọng các loại, đều là những phương kỵ trong dịch kinh. Mấy hôm trước đây Đoàn Dự toàn tâm toàn lực nghiên cứu món này, nên vừa đọc đến những danh xưng, lập tức tinh thần phấn khởi chẳng khác gì gặp lại người quen. Chỉ thấy dấu chân chẳng chịt, không biết bao nhiêu trăm bao nhiêu nghìn, từ bước nọ sang bước kia, có một đường dây xuyên qua, trên đường đó có dấu mũi tên, xem ra là một loại bộ pháp phức tạp, sau cùng là một hàng chữ viết, nếu gặp phải cường địch, thì dùng cái này để bảo vệ chính mình, tích thêm nội lực sau đó quay lại giết y. Đoàn Dự nghĩ thầm, bộ pháp của thần tiên tỷ tỷ để lại ắt là tình diệu, nếu gặp cường địch đào tẩu thoát thân, thật là tốt biết bao, còn như việc sau đó sẽ quay lại giết kẻ địch, bất tất phải nghĩ đến. Chàng nghĩ thầm, ta luyện môn Lăng Ba Phi Bộ này trước, đây là phép chạy trốn không phải bản lĩnh hại người, luyện xem ra hàng trăm điều lợi mà không có gì hại cả. Trên quyển trục vẽ rõ ràng bộ pháp, lại ghi chú tỉ mỉ 64 phương vị của dịch kinh. Chàng vốn đã rất quen thuộc cuốn kinh này, nên học không có gì là khó khăn. Tuy nhiên nhiều khi bộ pháp trong cuốn trục thật kỳ lạ, đi một bước rồi, không làm sao bước được qua bước thứ hai. Mãi đến khi chàng nghĩ ra nhảy lên trên không xoay người lại, lúc đó mới khéo làm sao hợp ngay với bước kế tiếp. Cũng có khi phải nhảy về trước, rồi lại búng mình ra sau, né bên trái lách qua phải, mới hợp với bộ pháp trong cuốn lụa. Cái tính mê sách của chàng nổi lên, gặp chuyện gì khó liền ngồi suy nghĩ cho bằng được. Đến khi hiểu ra rồi, càng thấy sướng rên, không có cách nào tả cho hết. Lúc ấy mới thấy rằng, thì ra trong võ học cũng có những lạc thú vô cùng như thế này, không kém gì đọc sách tụng kinh. Như thế một ngày trôi qua, bộ pháp trên cuốn trục đã học được 2-3 thành. Sau khi ăn cơm chiều xong, lại học thêm được 10 bước nữa, rồi mới lên giường ngủ. Chàng mơ mơ hồ hồ nửa thức nửa ngủ, trong đầu đi qua đi lại, nào là thiếu thương, đản trung, quan nguyên trung cực các huyệt đạo, rồi tới đồng nhân đại hữu quy muội, vị tế các quẻ dịch. Sở dĩ Lăng Ba Phi Bộ để ở cuối quyển trục, vì muốn người ta luyện xong Bắc Minh Thần Công rồi, hút được nội lực người khác, chính mình nội lực cũng đã thâm hậu, lúc đó mới luyện được. Lăng Ba Phi Bộ mỗi bước đi ra, hành động và nội lực đều có liên quan chặt chẽ, đâu phải chỉ dựa vào mỗi bước đi khéo léo là đủ đâu. Đoàn Dự hoàn toàn không có căn cơ nội lực, cứ bước đi một bước, lại suy nghĩ một hồi, lùi một bước lại, ngưng lại một chút, thành ra huyết mạch cứ bị khựng lại, nhưng chưa đến nỗi trở ngại. Đến khi chàng thuần thục rồi, đột nhiên há miệng thở ra, chân khí trong người tán loạn, lập tức tê liệt tưởng chừng như bị tàu hỏa nhập ma. Cũng may chàng mới chỉ đi được mấy bước, bước chân cũng chưa có gì nhanh, nên chưa rơi vào nguy hiểm tuyệt kinh mạch. Chàng còn đang kinh hoàng cố gắng hết sức vùng vẫy, nhưng càng ra sức, trong ngực càng cảm thấy khó thở, dường như muốn nôn ra mà không được. Chàng thở dài đành nằm yên để cho tự nhiên, đến đâu hay đến đó, sức ép trong ngực lập tức giảm đi. Chàng nằm gục trên bàn không nhúc nhích, quyển trục mở ngay ra trước mắt, không còn nghĩ ngợi gì nhìn đến cái những phần chưa học. Trong đầu tưởng tượng đến bộ pháp, từng bước duyệt qua một lượt. Đến hơn nửa giờ sau, chàng đã thông suốt tất cả, hơn 20 bước sau cùng, bao nhiêu tức ngực khó thở gần như đã hết. Có Lăng Ba Phi Bộ này, dùng động công để tu tập nội công, chân bước đủ 64 quẻ thành một chu thiên, thì nội tức cũng đi đúng một vòng. Thành thử mỗi khi chàng luyện tập hết một vòng, thì nội công lại tiến bộ thêm một chút. Qua những gì Kim Dung đã mô tả, thì rõ ràng Lăng Ba Phi Bộ
là một bộ pháp dựa trên 64 quẻ trong kinh dịch. Nhưng nếu có người khẳng định rằng những ai thuộc lầu kinh dịch ắt là sẽ phá được thì chưa có căn cứ. Nhưng để phá được đó chắc chắn phải là bước đầu tiên, hay nói cách khác là điều kiện cần. Điều kiện đủ ở đây là phải dùng cái đầu, hay nói thẳng ra là chỉ số IQ, sự uyên thâm quảng bác mới là yếu tố then chốt. Bởi lăng ba phi bộ đầy những biến hóa hết sức phức tạp, cần phải thực sự am tường, thực sự thông minh mới sáng tỏ được. Nếu các bạn có đọc truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, hẳn sẽ biết cái môn độc cô cửu kiếm. Thức đầu tiên chính là tổng quát thức. Thức này là điểm tựa cho các thức tiếp theo, như phá kiếm thức, phá đao thức hay phá trưởng thức, cũng đều dựa vào tổng quát thức mà diễn hóa. Thế nên nếu nói tổng quát thức là cái gốc rễ của độc cô cửu kiếm thì cũng chẳng có gì là sai. Tổng quát thức có 360 phép biến hóa, thật bất ngờ thay cũng dựa vào các quẻ trong dịch kinh mà phát triển. Quả thực rất giống với tuyệt kỹ lăng ba phi bộ. Phong Thanh Dương từng bảo với Lệnh Hồ Sung rằng trong ngũ nhạc kiếm phái cũng chẳng thiếu chi bọn xuẩn tài, chúng cứ cho rằng học được những chiêu kiếm tinh thục của sư phụ truyền cho là trở thành cao thủ. Hừ, học thuộc lòng 300 bài thơ đường thì kẻ không biết ngâm thơ cũng ngâm được thật, nhưng chỉ thuộc được thơ của người ta rồi mình có làm thơ cũng chẳng ra cái hồn gì. Nếu tự mình không có óc sáng tác, liệu có thành đại thi gia được không? Qua những điều trên thì Đình Phong đưa ra một nhận định. Trong toàn bộ các nhân vật của nhà văn Kim Dung, trong 15 tác phẩm thì duy chỉ có 3 người có khả năng có thể phá được lăng ba phi bộ. Người đầu tiên thì Đình Phong đã đề cập rồi, chắc chắn anh em cũng đoán ra, đó chính là Phong Thanh Dương. Đình Phong khá thích nhân vật này bởi vì tính cách của ông ta cũng khá giống Đình Phong, đều không thích những lề thói nguyên tắc. Với mình thì đàn ông cần phải phóng khoáng, hào sảng, không câu nệ tiểu tiết, đặc biệt rất ghét những thằng hay nói đạo lý, bởi đạo lý là thứ chúng ta nên suy ngẫm rồi hành động, chứ không cần mở miệng. Ở đời có ai là hoàn hảo, có ai tự vỗ ngực, ta chưa làm gì sai, nên tốt nhất đừng như thánh phán, chỉ trích người khác phải thế này thế kia. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng ai giống nhau cả. Người thứ hai theo các bạn là ai? Độc Cô Cầu Bại ư? Đình Phong không muốn xét đến vì kiếm ma không trực tiếp xuất hiện. Lệnh Hổ Sung ư? Đúng, chàng ta cũng đã học Độc Cô Cửu Kiếm, chắc hẳn sẽ nắm rõ được 64 quẻ trong kinh dịch. Tuy nhiên không biết các bạn nghĩ sao, chứ Đình Phong đánh giá cái đầu của Sung nát chỉ được cái háu rượu và trêu gái, chưa được nhạy bén cho lắm, rất mong manh dễ vỡ. Thế nên việc Lệnh Hổ Sung phá được lăng ba phi bộ là điều khó mà xảy ra. Người thứ hai là một cái tên chắc chắn sẽ làm thỏa mãn độc giả, đó chính là Hoàng Dược Sư. Như các bạn đã biết, Đông Tà là một trong ngũ tuyệt. Không giống hầu hết các chiến hữu của mình thì phần lớn võ công của Đông Tà đều do lão tự sáng tác ra, tỉ như Lạc Anh Thần Kiếm Trưởng, Ngọc Tiêu Kiếm Pháp hay Đàn Chỉ Thần Công. Kim Dung mô tả Hoàng Dược Sư bình sinh tinh thông thiên văn toán số, âm dương ngũ hành, nguyên trận pháp thiên cang bắt đầu, là công phu huyền môn bậc nhất của phái Toàn Chân. Năm xưa Vương Trùng Dương từng vì trận pháp này tổn hao rất nhiều tâm huyết, lấy sức nó để liên thủ hợp kích thì yếu cũng hóa thành mạnh, có thể dùng trong chiến trận. Thế nhưng Hoàng Dược Sư chỉ sau một lần chạm trán đã có thể nghĩ ra cách phá giải. Không chỉ có vậy, ở trong Thần Điêu Hiệp Lữ có xuất hiện một trận pháp của Đông Tà có tên là Loạn Thạch Trận, đã khiến cho Kim Luân Pháp Vương tuy hiểu biết hơn người nhưng vẫn bị sờ mờ lờ, tí thì không bảo toàn được tính mạng. Thế nên việc Đông Tà có thể đá đít Đoàn Dự nếu anh gà quẩy lăng ba là điều có khả năng xảy ra. Người cuối cùng có thể hóa giải được bộ pháp tuyệt cao của phái Tiêu Dao chính là Đoàn Diên Khánh. Nếu thực sự các độc giả chịu khó nghiền ngẫm Thiên Long Bát Bộ, hẳn sẽ biết Ác Quán Mãn Doanh là một con người thông minh như thế nào. Lão được Kim Dung miêu tả là kẻ vượt qua số phận, chính tà kiêm tu, trở thành kẻ đáng sợ bậc nhất trong võ lâm Trung Nguyên. Chẳng phải hư trúc phá giải được Chân Lung Kỳ Trận, mà người có công lớn chính là Đoàn Diên Khánh. Kim Dung mô tả lúc đấu cờ, bàn cờ Chân Lung đó biến đổi hàng trăm lối, tùy theo người mà thành.
kẻ tham tài vì tiền bạc mà thất cơ, kẻ nóng tính thì vì sân hận mà hỏng việc. Đoàn Dự thất bại vì ái tâm quá nặng, không dám bỏ quân. Mộ Dung Phục thua chỉ vì chấp trước quyền uy, tuy dám thí quân nhưng không chịu thất thế. Còn Đoàn Diên Khánh kỳ thuật cực kỳ cao minh, nhưng mối hận to lớn nhất trên đời là sau khi tàn phế đã bỏ võ công chính tông của bản môn, chuyển sang luyện tập bàng môn tà đạo. Đến lúc toàn tâm toàn ý tập trung tối đa vào đó thì ngoại ma xâm nhập, để đến tâm thần hoang mang không còn tự chế được nữa, thành ra mới không phá được. Chỉ đến khi Hư Trúc đánh bừa một quân, cứu lão một mạng trông thấy, lão vì thế mới trả ơn chàng. Tại Mạn Đà Sơn Trang, Mộ Dung Phục hung hăng cầm kiếm tấn công Đoàn Dự. Khi ấy anh gà đang bịt mắt, y thấy đã hơn trăm chiêu kiếm đánh ra nhưng không có cách nào đả thương được đối phương, nghĩ thầm rằng tên tiểu tử này giỏi tài nghe gió tránh ám khí, nếu như ta sử dụng Liễu Như kiếm pháp nhẹ nhàng không có tiếng động, để xem y còn tránh né được không. Kiếm pháp của Phục lập tức biến đổi, chậm rãi đâm ra. Y có biết đâu Lăng Ba Phi Bộ của Đoàn Dự chỉ tự mình đi, không cần biết kẻ địch tấn công như thế nào, dù cho đối phương ra chiêu ầm cũng thế, mà nhẹ nhàng lờ lững cũng thế, chẳng có liên quan gì đến chàng. Kim Dung mô tả với kiến thức cao minh như Đoàn Diên Khánh thì cũng có thể nhìn ra được yếu khuyết bên trong, nhưng do quan tâm quá hóa bối rối mà thôi. Những gì cần nói, Đình Phong đã nói hết cả rồi. Tóm lại theo quan điểm của mình, có tổng cộng 3 người có thể phá được Lăng Ba Phi Bộ. Xin nhắc lại từ có thể, 3 người có khả năng phá thấp nhất là Đoàn Diên Khánh, thứ hai là Phong Thanh Dương, và cao nhất là Đông Tả Hoàng Dược Sư. Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay xin hãy nhấn chuông, like, comment để ủng hộ tại hạ. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.